Để dịch được các cái ngôn ngữ trực tiếp trên bàn phím điện thoại iPhone thì có thể là nhiều bạn chưa dùng hoặc là chưa biết đến cái tính năng này ở trên điện thoại iPhone. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể dịch trực tiếp các cái ngôn ngữ ở ngay trên bàn phím điện thoại iPhone khi các bạn dùng các cái ứng dụng để các bạn nhắn tin, trò chuyện với người nước ngoài nhé các bạn nhé. Thì để thực hiện việc dịch các ngôn ngữ trực tiếp ngay trên bàn phím điện thoại của các bạn ấy thì các bạn hãy lên ứng dụng App Store nhé, hoặc Google App Store. Các bạn sẽ tải cho mình cái công cụ hỗ trợ, đó là cái bàn phím Gboard, bàn phím của Google nhé. Ở đây thì đây các bạn sẽ gõ đúng là Gboard, bàn phím của Google. Thì các bạn tải về nó cũng rất là nhẹ thôi. Rồi, sau khi các bạn tải xong ấy thì nó sẽ hiển thị nút mở như thế này, thì các bạn sẽ chọn cho mình là mở luôn nhé. Rồi các bạn chọn mở này. Đấy, thì đây chính là cái phần giao diện khi bắt đầu ở trên bàn phím Gboard. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là bắt đầu nhé, các bạn sẽ làm theo hướng dẫn thôi. Bắt đầu này. Và các bạn sẽ thấy là bước 1, bước 2 thiết lập trên iPhone này. Và bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình vào bắt đầu này. Và sẽ giao diện sẽ đưa cho các bạn đến phần cài đặt nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần là bàn phím ở đây. Các bạn chọn là bàn phím này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng có chữ Gboard các bạn đang tắt, thì các bạn hãy bật lên cho mình nhé. Đấy, bật cái Gboard này lên. Và cho phép truy cập đầy đủ các bạn cũng bật lên cho mình nhé. Và các bạn tiếp tục chọn cho phép này. Đấy, cho phép ok. Rồi, và bây giờ các bạn sẽ nhìn trên góc này, các bạn nhấn quay trở lại cái phần Gboard này. Đấy, quay trở lại này. Đó. Và tiếp theo này, bước thứ hai, các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng quả cầu. Đấy, đây các bạn sẽ nhấn vào biểu tượng quả cầu này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái biểu tượng Gboard sẽ hiển thị ở đây, thì các bạn sẽ chọn vào chọn vào biểu tượng Gboard này. Và các bạn sẽ thấy rằng các bạn tuyệt vời, Gboard đã sẵn sàng để bây giờ các bạn có thể sử dụng nhé. Các bạn chọn ok này. Đấy, thì cài đặt thêm một chút thì các bạn cũng có thể chọn cái phần ngôn ngữ này. Đấy, thì ở đây mặc định nó sẽ là tiếng Việt này. Đấy, ok này. Và để thêm ngôn ngữ, các bạn sẽ chọn ở đây thêm ngôn ngữ. Có rất nhiều, hầu hết là đầy đủ các cái ngôn ngữ nhé. Đấy, ví dụ như các bạn sẽ chọn là tiếng Anh này. Đấy, thì đây các bạn, khi mà các bạn chọn tiếng Anh thì các bạn phải đợi nhé. Đấy, khi tải xong thì sẽ thực hiện thành công. Rồi các bạn sẽ quay trở lại này. Có rất nhiều những cái phần cài đặt khác nữa, ví dụ như cài đặt bàn phím này. Đấy, các bạn sẽ đọc ở đây nhé, toàn là tiếng Việt. Các bạn thích cài đặt nào thì các bạn có thể thay đổi thao tác chủ đề này. Đấy, rất nhiều nhé, ok chưa? Và bây giờ mình sẽ quay trở lại này. Mình sẽ quay trở lại. Bây giờ mình sẽ vào mình nhắn tin trên các cái ứng dụng và mình sẽ thực hiện dịch cho các bạn. Bây giờ mình vào một cái cuộc trò chuyện ở trên Zalo và mình sẽ dịch cho các bạn. Đây, khi các bạn chọn vào mục phần bàn phím mục nhắn tin, nếu mà các bạn chưa thấy cái biểu tượng Gboard thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng quả cầu này, các bạn chọn là Gboard nhé. Rồi. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là biểu tượng của Gboard ở đây, Google dịch ở đây, đây này, cái phần là G này, có chữ G này, các bạn chọn vào. Đấy. Rồi, phát hiện ngôn ngữ này thì các bạn sẽ chọn vào. Đấy, các bạn muốn dịch từ tiếng Việt này, ví dụ các bạn đang muốn nói chuyện với một người nước ngoài, tiếng Anh chẳng hạn. Đấy, tiếng Việt sang tiếng Anh này, ở bên này là tiếng Anh nhé. Đấy, ok này, các bạn chọn này. Và ở đây, mình sẽ nhắn là rất vui khi được làm quen nhé. Đấy. Rất vui được làm quen này. Làm quen. Đó, các bạn nhìn chưa? Và ở phía dưới này, các bạn sẽ chọn cho mình ô chữ dịch ở đây. Từ tiếng Việt sang tiếng Anh nhé. Dịch này. Đó. Thì cái bàn phím nó sẽ tự động viết trên, chuyển lên cái phần nhắn tin của các bạn nhé. Đấy. Nice to meet you này. Đấy, các bạn sẽ gửi. Đấy. Rồi. Đấy. Tiếp tục các bạn... cũng có thể hỏi tiếp là bạn ở đâu này. Đấy. Nhắn tin rất là nhanh nhé. Các bạn chọn dịch này. Đấy. Where are you này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Thì toàn bộ cái nội dung các bạn không cần phải soạn. Các bạn chỉ việc nhắn tiếng Việt. Sau đó các bạn chọn chữ dịch. Và cái phần tiếng Anh này nó sẽ hiển thị ở đây. Đó. Rất là hay. Rồi. Mình tiếp tục thử trên cái ứng dụng Messenger cho các bạn nhé. Rồi. Trên Messenger thì mình cũng tiếp tục vào một cái cục trò chuyện. Và các bạn cũng có thể chọn vào cái phần ngôn ngữ ở đây. Phát hiện ngôn ngữ này. Mình chọn tiếng Việt này, sang tiếng Hàn nhé chẳng hạn. Đó, mình muốn nói chuyện với một bạn ở Hàn chẳng hạn. Đây, tiếng Hàn này, các bạn chọn ok này. Đó, thì bây giờ mình cũng nhắn bằng tiếng Việt như bình thường thôi. Rồi. Đấy, mình sẽ nhắn là hôm nay.
Bạn có thời gian không? Đó, và các bạn cũng chọn dịch nhé. Đó, thì ngay lập tức cái phần bàn phím sẽ dịch cho các bạn phần tiếng Việt ở tiếng Hàn ở trên này nhé. Các bạn gửi đi này. Đó, các bạn gửi đi này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây sẽ là cái phần nội dung tiếng Hàn này. Đó, nếu bạn nào biết tiếng Hàn ý, thì các bạn sẽ thấy rằng cái phần bàn phím này dịch chuẩn hay không nhé, nhưng mình thấy là cũng tương đối chuẩn nhé. Đó, tiếp tục này. Đấy, mình sẽ phát hiện một ngôn ngữ, mình sẽ chọn một cái ngôn ngữ tiếp theo, đó là tiếng Việt sang tiếng tiếng một tiếng khác đi. Đấy, ví dụ tiếng Hàn Lan chẳng hạn nhé, mình sẽ chọn này. Đấy, ok bạn này, đi này, cà phê này, không này. Đấy, các bạn chọn dịch nhé. Đấy, đây này, ok nha. Chữ cà phê cuối cùng này, các bạn chỉ việc chọn đi gửi là xong. Đó, rất là tiện nhé. Các bạn có thể áp dụng với tất cả các ngôn ngữ. Và chúc các bạn có những trải nghiệm thật là thú vị nhé. Mình tiếp tục vào cái phần nhắn tin bình thường, nhắn tin văn bản bình thường ở trên điện thoại của các bạn. Đó, thì các bạn cũng thực hiện tương tự này. Đấy, các bạn cũng chọn phát hiện ngôn ngữ này. Đó, mình chọn tiếng Việt này sang tiếng Anh đi. Ok chưa? Rồi. Ở đây thì bây giờ các bạn sẽ nhập cái phần văn bản vào. Đấy. Ví dụ các bạn giả sử cũng đang nhắn tin với người nước ngoài chẳng hạn nhé. Rồi. Các bạn sẽ chọn là ngày mai có này, đi học không này. Ok. Các bạn sẽ chọn là dịch ở đây nhé. Đấy, các bạn sẽ chọn dịch ở đây này. Đấy, are you going to school tomorrow? Ok chưa? Đấy, thì ở đây vì mình chưa có cái phần là người gửi đến ở đây nên chọn số điện thoại người gửi đến, nên là mình các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có ở đây. Và các bạn sẽ nếu mà có cái số điện thoại ở đây thì sẽ cái nút gửi đây nó sẽ đậm lên. Đấy, rất là đơn giản nhé. Rồi, tiếp tục này. Tới đón mình được không này? Đó, các bạn cũng chọn tiếp dịch này. Đó, thì nó sẽ là hai cái phần dòng. Đấy, các bạn muốn dịch tiếp theo ấy thì các bạn cũng có thể chọn những cái câu dịch tiếp theo. Đấy. Rồi chưa về nhé. Đấy, chưa về. Đấy, cùng ăn trưa. Đấy, cùng ăn trưa. Đấy. Rồi các bạn vẫn chọn dịch này. Đấy, tiếp tục này. Đó, các bạn thấy rằng sẽ các cái văn bản nó sẽ được dịch nối tiếp nhau ở đây. Đó, các bạn có thể dịch ở tất cả các cái ứng dụng ở trên điện thoại của các bạn sang các cái ngôn ngữ mà các bạn mong muốn. Đó, rất là đơn giản đúng không các bạn? Thì từ bây giờ thì thông qua hướng dẫn vừa rồi thì các bạn có thể trò chuyện thông qua cái tính năng dịch ngôn ngữ ở ngay trên bàn phím điện thoại iPhone với bất kỳ những cái tiếng các bạn có thể dịch sang từ tiếng Việt sang tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là ngược lại từ các tiếng, thì các bạn có thể tham khảo. Và nếu thấy video hay, các bạn nhớ like video và chia sẻ cho mọi người được biết nhé. Đừng quên, nếu bạn nào lần đầu tiên cái kênh của mình thì các bạn cho mình một ủng hộ mình một nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video của mình nhé.